10 cách phòng vệ kỳ lạ và độc đáo của động vật. Trong thế giới tự nhiên, những loài động vật hoang dã buộc phải cố hết sức mình để giành thắng lợi trong cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt, vốn không có chỗ cho sự yếu đuối hay đầu hàng. Nhưng đối với một số loài yếu thế thì khả năng phòng vệ hay những mưu mẹo riêng để sinh tồn là hết sức cần thiết. Và dưới đây là 10 con vật với những bí quyết phòng vệ và thoát hiểm vô cùng kỳ lạ và độc đáo. 10. Thằn lằn phun máu từ mắt. Loài thằn lằn Texas Hornet có thân màu nâu, đầy đặn và hoàn toàn được ngụy trang trong môi trường sống của chúng là cát. Thứ đầu tiên để tự vệ là hàng gai nhọn trên cơ thể của chúng. Nếu gai nhọn và sừng không giúp chúng tránh khỏi những kẻ săn mồi, thì thằn lằn sẽ phun một dòng máu từ mắt của mình để dò kẻ thù. Khi bị tấn công, loài này sẽ hạn chế lượng máu rời khỏi đầu, khiến áp lực máu trên đầu tăng lên, chui vào các mạch máu nhỏ quanh mắt. Dòng máu có thể bắn xa 1,5m, được pha trộn với một loại chất hóa học có mùi hôi hướng đến kẻ thù. Phương pháp tự vệ này có thể lấy đi 1/3 tổng số lượng máu của thằn lằn, chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể của chúng. 9. Kiển Malaysia đánh bơm cảm tử. Là một loài côn trùng sống ở Đông Nam Á, kiển cảm tử thường sinh sống nhiều tại Malaysia. Những thành viên nhỏ bé trung thành của lớp côn trùng này có ý thức bảo vệ lãnh thổ của chúng cao đến mức sẵn sàng tự sát và cho nổ tung thân mình thành hàng nghìn mảnh bụi hữu cơ nếu cảm thấy đe dọa đến rừng. Kỹ năng này gọi là autothesis, trong tiếng Hy Lạp gọi là tự hy sinh. Đặc trưng độc đáo của loài vật này là có các tiếng lớn chứa đầy chất độc trong cơ thể. Khi đánh hơi thấy có kẻ tấn công, chúng phát tín hiệu và giải phóng các tiếng chứa chất độc trên đầu để tự đốt cháy, phát nổ và rải chất độc vương vãi khắp mọi nơi. 8. Nhím có màu châu Phi, phóng lông sắc nhọn. Khi bị đe dọa, những sinh vật này xù lông, làm cơ thể trông phình to hơn và khiến kẻ thù hoảng sợ phải tránh xa. Nếu các trên thất bại, con nhím sẽ tìm cách đột kích phía sau hoặc bên sườn và phóng các lông sắc nhọn vào kẻ thù. Các lông nhím dễ dàng tách ra khỏi cơ thể chúng và một khi thâm nhập vào cơ thể động vật săn mồi, các gai nhỏ ở đầu lông sẽ đâm vào vết thương, làm vỡ các mạch máu và thậm chí cả cơ quan nội tạng. Những cuộc tấn công kiểu này được ghi nhận từng giết chết cả sư tử, báo, linh cẩu và thậm chí cả con người. 7. Ấu trùng bọ phai tây tự phủ phân lên cơ thể. Ấu trùng của bọ phai tây có thể là một món ăn ngon trong thực đơn của những con chim và châu chấu háo đói. Do chưa phát triển được một lớp vỏ cứng bên ngoài cho tới khi trưởng thành, nên để bảo vệ chính mình khỏi bị các động vật lớn hơn ăn thịt, những sinh vật non nớt này cố gắng làm chúng ít hấp dẫn hơn bằng chính thân của mình. Phần của chúng là các chất thải cặn bã, hôi thối và cực kỳ độc hại đối với bất kỳ đối tượng nào. Vì vậy, việc ấu trùng bọ phai tây tự phủ phân của mình lên cơ thể thực sự là một chiêu tạo lá chắn bảo vệ hoàn hảo. 6. Cá mút đá Mixin tiết chất nhờn dính. Cá mút đá Mixin là sinh vật sống dưới nước với cơ thể thon dài, giống lươn. Khi bị tấn công, chúng chống lại kẻ thù bằng cách nhả ra số lượng lớn chất nhờn dính, vốn trở thành một lò rèo đặc quánh khi kết hợp với nước. Sau đó, chúng tự làm sạch mình bằng một chuyển động vắt xoắn từ đầu đến đuôi, loại bỏ mọi chất nhờn. Chất nhờn đặc quánh không chỉ làm phân tán kẻ thù mà còn bao vây những sinh vật nhỏ hơn trong một khối chất nhầy giống như thạch, khiến chúng chết ngạt. Một con cá mít đá trưởng thành có thể tiết ra lượng chất nhờn đủ để biến một thùng nước 20 lít thành rêu đặc quánh trong vài phút. 5. Hải sâm tách nội tạng ra khỏi cơ thể. Hải sâm là một loài vật rất phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chúng có một cơ chế tự vệ khá rơi rợn là dựa vào khả năng tự tái tạo của mình. Khi bị đe dọa, hải sâm có thể phóng một phần nội tạng và hậu môn bằng cách co rút mạnh các cơ bắp. Các nội tạng này thường chứa dịch nhầy, chứa một dạng hóa chất khá độc được gọi là holothurin, khiến phần lớn kẻ thù của chúng phải chùn bước. Đặc biệt, sau khi thoát nạn, các nội tạng đã mất của hải sâm có thể tự tái tạo lại. 4. Hải âu phương Bắc Fulma nôn vào mặt kẻ thù. Loài này có tên khoa học là Fulmarus glacialis. Nó được phát hiện vào năm 1761. Từ Fulma có nghĩa là mòng biển hôi. Điều này hoàn toàn đúng khi những con hải âu Fulma nhỏ có một cơ chế tự vệ vô cùng độc đáo. Khi phải đối mặt với bất cứ thứ gì, kẻ thù ăn thịt hay chỉ một con vật nào đó đi ngang, hải âu con sẽ nôn thẳng vào mặt kẻ xâm phạm. Những tia màu cam này tạo ra một mùi cá thối rất khó ngửi. Không chỉ có thế, dầu trong đống tạp chất mà hải âu con nôn ra sẽ khiến lông của kẻ thù bị dính chặt, khiến chúng không thể bay được. 3. Ếch lông bẻ xương làm vũ khí. Sở dĩ loài ếch này có tên như vậy vì cơ thể chúng được bao phủ bởi một lớp lông lạ mắt. Khác với loài ếch thông thường hô hấp bằng da, lông của loài ếch này đóng vai trò như màng của loài cá, giúp chúng hô hấp một cách dễ dàng trong nước. Tuy nhiên, điểm đặc biệt hơn cả của ếch lông chính là ở khả năng tự vệ. Loài ếch này có cơ chế tự vệ giống như người sói Wolverine trong phim Dị Nhân, là tự bẻ gãy các xương ngón chân để chọc thủng da, biến chúng thành móng vuốt sắc nhọn.
Chúng có những đốt xương nhỏ được giấu dưới mô các đầu ngón chân. Bình thường, các móng này được giữ chặt bằng các sợi collagen chắc chắn, nhưng khi bị đe dọa, ớt sẽ làm đứt mối nối này và đẩy móng ra ngoài. Sau khi móng được thu lại như cũ, các mô bị tổn thương sẽ tự tái tạo lại. 2. Sa dông, dịch chuyển xương dọa kẻ thù. Sa dông Tây Ban Nha là một loài bò sát sinh sống chủ yếu tại miền Trung và miền Nam bán đảo Maroc. Chúng có ngoại hình khá khiêm tốn với chiều dài chỉ từ 20cm, nhưng được giới khoa học đặc biệt chú ý nhờ vào khả năng khiến xương sườn sắc nhọn đâm xuyên qua da, tạo thành một lớp da nhọn để bảo vệ cơ thể. Những chiếc xương sườn này trong quá trình được đưa ra ngoài sẽ được bao phủ một chất độc từ một bộ phận trên cơ thể, giúp vũ khí của chúng thêm lợi hại. Ngoài ra, sa dông Tây Ban Nha có hệ thống miễn dịch rất tốt, giúp da của chúng lành nhanh mà không bao giờ bị nhiễm trùng. 1. Chuột cổng châu Mỹ giả vờ chết. Loài vật này sinh sống chủ yếu từ Canada tới Costa Rica, và khi nói đến việc phòng thủ thì loài vật này thật sự là một thiên tài. Chuột cổng thường phản ứng với nguy hiểm bằng cách giả vờ chết. Con vật sẽ thả rơi mình xuống mặt đất, miệng nhỏ dãi như thể bị ốm. Bên cạnh đó, nó tiết ra một chất có mùi như xác chết từ tiếng hậu môn của mình. Điều kỳ lạ nhất về cơ chế bảo vệ của loài động vật này là phản ứng mang tính tâm lý, tiềm thức trước hiểm nguy hơn là phản ứng có ý thức. Vì các động vật ăn thịt thường thích giết con mồi hơn nên chúng không hứng thú với những con mồi trông có vẻ đã hôn mê và thường bỏ đi. Các bạn vừa xem xong video 10 cách phòng vệ kỳ lạ và độc đáo của động vật. Và với 10 cách phòng vệ độc đáo trên, bạn ấn tượng với cách phòng vệ nào nhất? Hãy bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.